Mời quý vị và các bạn cùng đến với trang địa phương do Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông thị xã Sapa thực hiện. Chương trình ngày hôm nay sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Lực lượng vũ trang thị xã Sapa 73 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển. Phường Phan Xipang tích cực tuyên truyền sổ tay đô thị nông thôn, lưu giữ nét văn hóa truyền thống từ những làn điệu dân gian. Ngay sau đây sẽ là các nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 73 năm, sau khi Sapa được giải phóng, lực lượng vũ trang thị xã Sapa chính thức được thành lập. Trải qua những chặng đường đầy khó khăn gian khổ nhưng rất vẻ vang, dưới sự lãnh đạo toàn diện tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự đùm bọc giúp đỡ của nhân dân, lực lượng vũ trang Sapa đã vượt qua những khó khăn gian khổ, lập nên những chiến công hiển hách, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ quê hương giàu đẹp. Những ngày mới thành lập trong muôn vàn khó khăn, gian khổ, cơ sở vật chất thiếu thốn, vũ khí trang bị thô sơ, kinh nghiệm chiến đấu còn hạn chế, các đội dân quân, xu kích, tiền thân của lực lượng vũ trang thị xã Sapa đã phối hợp cùng bộ đội chủ lực và lực lượng vũ trang tỉnh tham gia vào 4 chiến dịch lớn, góp công sức vào hàng trăm trận đánh lớn nhỏ, giải phóng Lào Cai và giải phóng Sapa năm 1950. Kể từ đó đến nay, lực lượng vũ trang huyện Sapa, nay là thị xã Sapa đã luôn kề vai, sát cánh cùng nhân dân các dân tộc trên địa bàn, ra sức xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thì trong những năm qua, thì Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự thị xã Sapa, chúng tôi đã tham mưu cho thị ủy, lãnh đạo chỉ đạo các xã phường, các đảng ủy các xã phường, thực hiện tốt cái nội dung phát triển đảng viên trong dân quân tự vệ và dự bị động viên. Thì đến nay thì các lực lượng này của lực lượng vũ trang thị xã của chúng tôi là đảm bảo theo cái quy định. Thực hiện phương châm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, Ban chỉ huy quân sự thị xã đã chỉ đạo các xã, phường làm tốt công tác phát triển đảng viên, xây dựng lực lượng. Trong đó có lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ. Từ năm 2022 đến nay, tỷ lệ lãnh đạo trong lực lượng thường trực đạt 85%, trong dân quân tự vệ đạt 31,4%, dự bị động viên đạt 29,37%. Trong công tác tuyển quân, các cái chỉ tiêu giao hàng năm là chúng tôi hai công dân lên đường nhập ngũ đạt hàng năm đạt 100% kế hoạch. Về công tác phát triển đảng thì kế hoạch công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân hàng năm là bình quân là hai đảng viên kết nạp hàng năm đạt 100% kế hoạch. Về công tác xây dựng lực lượng thì đạt 100%. Trong những năm qua thì Đảng ủy chúng tôi đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong lực lượng vũ trang thị xã. Đặc biệt là trong năm 2023 thì dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã thì cuộc diễn tập khu vùng thủ của thị xã Sapa năm 2023 của chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tỉnh, quân khu và Bộ Quốc phòng đánh giá là hoàn thành xuất sắc. Thời gian tới, lực lượng vũ trang thị xã Sapa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, văn hóa, anh hùng, nông thôn mới, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ thị xã ngày càng vững chắc, góp phần xây dựng quê hương giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng, an ninh. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa biên soạn ban hành sổ tay hướng dẫn quản lý đô thị, nông thôn, chứa đựng những vấn đề cốt lõi mà nhân dân thường gặp nhất trong cuộc sống hàng ngày, ở các lĩnh vực như quản lý quy hoạch, xây dựng, quản lý đất đai, kiến trúc, quản lý lòng lề đường, hè phố. Việc tuyên truyền người dân thực hiện tại các thôn tổ dân phố đang được tích cực triển khai. Ngay sau khi dự hội nghị tuyên truyền, quán triệt thực hiện nội dung sổ tay nông thôn đô thị do Ủy ban Nhân dân phường tổ chức, tranh thủ thời gian rảnh rỗi, anh Má A Chơ, tổ trưởng tổ dân phố số 5, phường Phan Xipang lại đến một số hộ gia đình chưa đọc thông, nghe hiểu tiếng Việt để tuyên truyền tiếng địa phương về nội dung trong sổ tay đô thị nông thôn cho người dân hiểu và thực hiện. Tôi tranh thủ thời gian đi vận động tuyên truyền cho người dân ở tổ dân phố. Hôm nay để nói một số tím người đồng bào
để tuyên truyền vận động người dân cái sổ tay đô thị nông thôn. Trước thì không có kẻ chuyển thôn, không có tuyên vận động tuyên viện cho đến từng hộ, từng gia đình, và họ cũng không nắm bắt được tình hình. Vì nên là họ mới làm một cái nhà để mà hơi ra ngoài vỉa hè một chút. Thì bây giờ mà có cả chuyển thôn người ta đến dân vận và vận động người dân, thì tuyên truyền vận động các phong trào người dân, thì sau này có cái sổ tay đô thị này họ sẽ cũng sẽ chấp hành theo quy định của nhà nước. Với phương châm mưa dầm thấm lâu, cùng với việc đến tận nhà một số hộ dân để tuyên truyền, thì nội dung sổ tay đô thị nông thôn cũng được phường Phan Xi Păng chỉ đạo tuyên truyền tại những cuộc họp dân và trong dịp tổ chức ngày đại đoàn kết toàn dân tộc tại các tổ dân phố. Sau khi triển khai thì người dân là cũng rất là đồng tình ủng hộ, bởi vì cái việc này là người dân là một số, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, là người ta cũng chưa hiểu được các cái quy trình xây dựng, bảo vệ, quản lý đất đai và sử dụng đất đai. Thì cơ bản bước đầu là người dân là cũng rất là đồng tình ủng hộ, và người ta cũng đã nhận thức được rõ là những cái việc quản lý đất là đối với cả người ta sử dụng là cũng rất là hiệu quả. Sổ tay đô thị nông thôn được Ủy ban nhân dân thị xã Sapa biên soạn, in ấn và ban hành dựa trên cơ sở tổng hợp đúc kết từ thực tiễn tại Sapa, với những quy định cơ bản nhất trong lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý đô thị nông thôn mang ý nghĩa tuyên truyền là chính. 10 nội dung trong cuốn sổ tay được xây dựng dựa trên các tiêu chí ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện. Thị ủy cũng đã cho chỉ đạo và Ủy ban dân sẽ ban hành kế hoạch để tổ chức triển khai cuộc thi tìm hiểu sổ tay đô thị nông thôn trong dịp kỷ niệm thành lập Đảng mùng 3 tháng 2 năm 2024 đối với lại hệ thống các chi bộ từ cơ sở. Thế và sau đó thì sẽ chọn ra để các đội thi của các 16 xã phường để thi ở cấp thị xã, để từ đấy chúng ta có một cái tìm hiểu sâu rộng về nội dung này, cũng như là lan tỏa tuyên truyền được mạnh mẽ hơn trong nhân dân. Sau thời gian triển khai tuyên truyền thực hiện tại các thôn, tổ dân phố, nội dung sổ tay đô thị nông thôn đã được người dân đón và đồng tình thực hiện. Đây được là yếu tố quan trọng góp phần lập lại kỷ cương, kỷ luật trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, dịch vụ du lịch trên địa bàn thị xã Sapa và thực hiện đề án Sapa sạch trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, với cộng đồng người Mông tại địa bàn thị xã Sapa, các làn điệu tiếng khèn gọi bạn đã được khắc sâu và tạo nên một nét độc đáo riêng có được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Câu lạc bộ văn nghệ khèn Mông phường Sapa được thành lập từ năm 2019 với 22 thành viên là các nam thanh nữ tú. Thời gian đầu, câu lạc bộ thành lập để là nơi sinh hoạt văn nghệ cho những người đam mê với những làn điệu hát giao duyên, múa khèn và thi nhau tiếng khèn môi. Với cộng đồng dân tộc người Mông, những làn điệu khèn lá, bài hát giao duyên đã là linh hồn văn hóa dân tộc được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Tôi đã được học rất là nhiều và tôi cảm thấy mình rất là thích về những bản sắc văn hóa của dân tộc mình, và tôi mong muốn là sau này còn chúng tôi sẽ được tiếp tục học thêm nhiều điều hơn nữa để mà chúng tôi truyền đạt đến con em sau này. Tôi là một người đồng bào ở đây, là tôi cảm thấy mình muốn giữ lại truyền thống của ngày xưa, các cụ để lại, mình muốn truyền lại cho để sau đấy con cái của mình cần được cái phong tục này, với đam mê này, thợ lá này, các kiểu là ngày xưa các cụ để lại, thì mình muốn học lại để làm, để sau này các con lại mình lại truyền cho các con này. Cứ tối thứ 6, 7 hàng tuần, các thành viên câu lạc bộ văn nghệ quần chúng lại tụ họp về nhà văn hóa xã để tập luyện, trao đổi kinh nghiệm về dân ca, dân vũ và thổi khèn Mông. Hoạt động của các câu lạc bộ diễn ra sôi nổi, đáp ứng đúng nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần không thể thiếu của nhân dân. Chúng tôi, những người nghệ nhân trẻ tuổi ở đây thì vẫn muốn giữ cái bản sắc dân tộc của chúng tôi để được quảng bá cho tất cả các du khách trong nước và ngoài nước. Và qua đó, để mà làm được điều đó thì chúng tôi cần có sự hỗ trợ của các cấp chính quyền hỗ trợ chúng tôi để chúng tôi có thể bảo tồn được cái văn hóa của chúng tôi một cách không bị sai lệch, và để cho chúng tôi có cái động lực để phát huy được cái bản sắc dân tộc của chúng tôi ạ. Khi đời sống phát triển, lớp trẻ ngày càng ít mặn mà với làn điệu dân ca, việc lưu giữ, bảo tồn và phát huy làn điệu dân ca của câu lạc bộ khèn Mông, phường Sapa đã góp phần không nhỏ giúp thị xã Sapa gìn giữ và bảo tồn bản sắc văn hóa của địa phương.
Quý vị và các bạn thân mến, trang địa phương do Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông Thị xã Sapa thực hiện xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.